Chuyển sang phần tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị, các cuộc biểu tình quy mô lớn của những người ủng hộ và phản đối chính quyền tại Yemen vẫn tiếp diễn trong những ngày qua. Lực lượng an ninh và quân đội đã được triển khai tại thủ đô Sanaa để ổn định tình hình. Tuy nhiên, nhiều vụ xung đột lẻ tẻ vẫn xảy ra. Ngày 4 tháng 9, hàng nghìn người dân Yemen đã biểu tình tại thủ đô Sanaa và thành phố Taiz đòi Tổng thống Ali Abdullah Saleh phải từ chức. Những người phản đối cho biết sẽ tiếp tục biểu tình cho tới khi Tổng thống Saleh rời khỏi chiếc ghế của mình. Trước đó, từ chiều 3 tháng 9, lực lượng an ninh đã phong tỏa mọi tuyến đường dẫn vào thủ đô, trong khi nhiều người dân có vũ trang ủng hộ chính quyền cũng đã tràn xuống đường phố Sanaa. Nhằm tránh những cuộc đụng độ với phe trung thành với Tổng thống, người biểu tình đã tập trung ở khu vực phía bắc thủ đô Sanaa, nơi một sư đoàn thiết giáp do một vị tướng đã đào tẩu sang phe đối lập chấn giữ. Mặc dù vậy, một vụ đụng độ nhỏ vẫn xảy ra giữa hai bên gần khu Asr Roundabout, nơi có nhiều cơ quan chính phủ. Các nhà tổ chức cho hay đã có 4 người biểu tình bị thương trong vụ việc này. Trong khi đó, tại Taiz, thành phố lớn thứ hai của Yemen, các cuộc biểu tình quy mô lớn cũng đã diễn ra. Nhiều vụ đụng độ giữa các tay súng bộ lạc với lực lượng trung thành với Tổng thống Saleh đã xảy ra trong ngày 4 tháng 9. Tuy nhiên, hiện chưa có báo cáo về con số thương vong. Từ đầu tháng 6 vừa qua, Tổng thống Yemen đã sang Ả Rập Xê Út điều trị sau khi bị thương trong một vụ đánh bom nhằm vào trụ sở chính phủ tại Sanaa. Trước đó, ông Saleh cáo buộc các đối thủ là những phần tử tham nhũng và buôn bán vũ khí đã lợi dụng một số thanh niên có tư tưởng chống đối để kích động biểu tình chống chính phủ. Yemen lâm vào tình trạng khủng hoảng chính trị nghiêm trọng kể từ khi diễn ra làn sóng biểu tình đòi lật đổ Tổng thống Saleh từ cuối tháng 1 vừa qua. Cuối tuần qua, trên thế giới đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thiên tai, cướp đi sinh mạng của hàng chục người và gây thiệt hại vật chất đáng kể. Đã có ít nhất 12 người thiệt mạng và nhiều người bị thương khi một chiếc xe khách lao xuống vực sâu tại bang Uttarakhand ở miền Bắc Ấn Độ. Thông tin ban đầu cho hay, nguyên nhân tai nạn là do lái xe chạy tốc độ quá cao và bị mất lái khi xe vào một khúc cua gấp. Lực lượng cứu hộ đã kịp thời có mặt tại hiện trường, song công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở. Trong khi đó, các đội cứu hộ Chile vẫn tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay quân sự Casa-212 của nước này bị rơi xuống Thái Bình Dương ngày 3 tháng 9. Toàn bộ 21 người có mặt trên máy bay đã thiệt mạng. Đây là một trong những vụ tai nạn máy bay tồi tệ nhất trong vài năm trở lại đây ở Chile và nguyên nhân là do thời tiết xấu. Tổng thống Chile đã tuyên bố quốc tang 2 ngày để tưởng niệm các nạn nhân. Cũng trong ngày 4 tháng 9, một chiếc máy bay của hãng United Express của Mỹ chở theo 44 hành khách khởi hành từ Chicago đã trượt khỏi đường băng khi đang hạ cánh xuống sân bay ở Ottawa của Canada. Không có ai thương vong trong vụ tai nạn nói trên. Nguyên nhân có thể là do cánh phải của máy bay đã bị hư hại, gây nên sự cố đáng tiếc. Cơn bão nhiệt đới mang tên Talat với sức gió lên tới 108 km/h vừa tràn vào các tỉnh phía tây Nhật Bản, tàn phá nhiều vùng ở khu vực này. Cơn bão đem theo mưa lớn đã gây ra lũ quét và lở đất. Số người thiệt mạng hiện đã lên đến ít nhất 25 người và hơn 50 người mất tích. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có chuyến thị sát thành phố Wayne và Paterson ở bang New Jersey, một trong những tiểu bang bị thiệt hại nặng nề nhất trong cơn bão Irene vừa qua. Tổng thống tuyên bố, chính quyền liên bang sẽ hỗ trợ các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai. Ước tính đến nay, cơn bão Irene đã quét qua hàng loạt tiểu bang nước Mỹ, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và gây thiệt hại hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết, ngày 5 tháng 9, tiếp tục xảy ra một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter ở ngoài khơi hòn đảo ở Nam Thái Bình Dương và Vanuatu. Tuy nhiên, không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra. Trận động đất xảy ra ở độ sâu 59 km, cách thủ đô Port Vila khoảng 160 km về phía nam. Trong những tuần gần đây, tại Vanuatu thường xuyên xảy ra các cơn địa chấn với cường độ dao động từ 7 đến 7,5 độ Richter. Thưa quý vị, chưa đầy một tuần nữa, nước Mỹ sẽ tưởng niệm 10 năm xảy ra sự kiện khủng bố 11 tháng 9 gây chấn động thế giới. Với nhiều người, việc đặc vụ Mỹ tiêu diệt chùm khủng bố Osama Bin Laden hồi đầu tháng 5 vừa qua đã đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến chống khủng bố mà Washington đã theo đuổi trong suốt một thập kỷ qua. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng cuộc chiến nhằm bảo vệ các lợi ích an ninh của Mỹ đến nay vẫn chưa kết thúc. Giờ đây, thuật ngữ cuộc chiến chống khủng bố mà Tổng thống Barack Obama kế thừa từ người tiền nhiệm George Bush đã chuyển sang thuật ngữ chiến dịch bất ngờ ở nước ngoài.
Theo đó, chính quyền Obama đã chuyển hướng tiếp cận trên cả lĩnh vực quân sự lẫn ngoại giao. Trong gần 3 năm cầm quyền, Tổng thống Obama đã nỗ lực tiếp cận với cộng đồng người Hồi giáo, kết hợp với việc đổ thêm quân vào những khu vực được coi là cứ địa của Al-Qaeda và các chân rết của tổ chức này, nhằm truy quét các phần tử khủng bố trước khi rút toàn bộ quân tại Afghanistan vào năm 2014. Ngoài ra, chiến lược chống khủng bố mới còn tập trung vào việc nâng cao cảnh giác ở cấp địa phương. Thực tế là ngày càng có nhiều nguy cơ kẻ thù nằm ngay trong lòng nước Mỹ và việc ngăn chặn cần phải được chú trọng ở cấp địa phương. Chiến lược chống khủng bố mới cũng tập trung vào việc tăng cường khả năng ngăn chặn, đối phó với những cuộc tấn công mà không gây ảnh hưởng đến kinh tế, cơ sở hạ tầng của quốc gia hay các dịch vụ thiết yếu của chính phủ. Sự phòng vệ tốt nhất được đánh giá theo các tiêu chí như khả năng đối phó, ngăn chặn trong dài hạn, cũng như tốc độ phản ứng và phục hồi sau các vụ tấn công. Giới chức cho rằng nước Mỹ ngày nay đã an toàn hơn do ý thức cảnh giác của công chúng đã được nâng cao hơn, cảnh sát và các cơ quan thực thi pháp luật cũng được đào tạo bài bản hơn. Sau vụ 11 tháng 9, chúng tôi đã có ý thức hơn. Hàng ngày những nhân viên cảnh sát đều tuần tra trên phố, nhận và xử lý các cuộc gọi từ người dân, những người luôn có ý thức rằng bảo vệ an ninh của đất nước. Nếu không có sự giúp đỡ của người dân, cảnh sát sẽ không thể hoạt động một cách hiệu quả. 10 năm đã trôi qua và những vết thương lòng sau các vụ khủng bố kinh hoàng cũng đã dần khép miệng. Không có thêm vụ khủng bố nào xảy ra, nhưng không vì thế mà không còn những lỗ hổng an ninh và cuộc chiến chống khủng bố chưa thể khép lại. Cũng về vấn đề này, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Washington đã có cuộc phỏng vấn người dân Mỹ về sự an toàn trong ngày 11 tháng 9 sắp tới. Thưa ông có nghĩ rằng nước Mỹ đã trở nên an toàn hơn kể từ sau ngày 11 tháng 9 năm 2011? Tôi không thể nói rằng nước Mỹ đã được an toàn hơn. Chúng tôi đã tạo ra hai cuộc chiến tranh kể từ sự kiện 11 tháng 9 tại Iraq và Afghanistan. Dường như đó là các cuộc chiến không thể chiến thắng. Ngay sau sự kiện 11 tháng 9, cả thế giới cảm thông với nước Mỹ khi chúng tôi bị tấn công. Nhưng sau đó chúng tôi đã đi đến hai cuộc chiến tranh. Chúng tôi đã tạo ra nhiều kẻ thù hơn so với trước đây. Tôi không nghĩ là nước Mỹ đã được an toàn hơn. Những chiếc máy được đặt ở các sân bay không ngăn cản được người ta mang lên máy bay những thứ có thể khiến cho máy bay rơi. Tôi chưa thấy có biện pháp gì hữu hiệu để cải thiện an ninh của chúng tôi cả. Thưa quý vị, Liên hoan phim Venice lần thứ 68 tại đất nước Italia xinh đẹp hôm nay đã bước sang ngày thứ 6. Suốt nửa chặng đường của giải thưởng điện ảnh uy tín thế giới này, lần lượt từng tác phẩm và nhân vật nổi tiếng đã được vinh danh. Trong đó, đạo diễn kiêm diễn viên gạo cội người Mỹ gốc Italia Al Pacino đã được trao tặng giải thưởng vinh quang dành cho nhà làm phim, giải thưởng đặc biệt cao quý nhất của Hội đồng nghệ thuật. Đạo diễn Alfredo Gempacino, 71 tuổi, thường được biết đến với tên Al Pacino, là một trong những cây đại thụ tại kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood. Thành danh qua vai Michael Corleone trong tác phẩm kinh điển Bố Già, nam tài tử này đã giành được nhiều tượng vàng Oscar, quả cầu vàng, Emmy và sau này đã hết sức thành công với vai trò đạo diễn. Ngày 4 tháng 9, Ban tổ chức và Hội đồng nghệ thuật của Liên hoan phim Venice đã trao tặng cho vị đạo diễn tài năng này giải thưởng vinh quang dành cho nhà làm phim vì những công hiến của ông cho điện ảnh đương đại. Trước đây, giải thưởng cao quý này cũng đã được trao cho người hùng cơ bắp Sylvester Stallone, nam tài tử người Nhật Takeshi Kitano cùng một số gương mặt xuất sắc khác. Giám đốc tổ chức Liên hoan phim Venice, ông Mark Muller đã ca ngợi Al Pacino là một đạo diễn tuyệt vời, có nhiều kinh nghiệm quý giá và độc đáo, là người đã góp phần làm phong phú thế giới phim đương đại của chúng ta. Phát biểu khi nhận giải, đạo diễn này hạnh phúc nói: "Tôi rất vinh dự khi nhận được giải thưởng này. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Thật tuyệt vời và hãnh diện. Tôi đã trao tình yêu của mình cho nghệ thuật thứ bảy trong suốt 25 năm qua. Ngay sau lễ trao giải, đạo diễn Al Pacino cũng đồng thời tuyên bố ra mắt bộ phim tài liệu mới nhất của mình mang tên White Salem. Đây cũng là bộ phim thứ ba do ông làm đạo diễn, kể về cuộc đời bí mật và bi kịch của nữ văn sĩ nổi tiếng người Ireland Oscar Wilde. Bộ phim đã thu hút khá nhiều sự quan tâm từ giới phê bình nghệ thuật và hứa hẹn thành công vượt mong đợi. Những thông tin thể thao vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.